Rượu champagne hay champagne nói chung là một trong những thức uống xa xỉ bậc nhất mọi thời đại. Những chai rượu vang champagne phần lớn thường xuất hiện trong những nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao hoặc trong những bữa tiệc xa hoa. Người phương Tây thường có câu nói, để dành thứ tốt đẹp nhất đến giây phút cuối cùng. Vì vậy, một ly champagne Dom Pérignon vẫn luôn xuất hiện ngoạn mục trong những giây phút cuối cùng của bữa tiệc. Thật vậy, một ly champagne mảnh mai với những bọt khí đồng đều đến bất ngờ, quả thực là một điểm nhấn mạnh mẽ. Phiên bản tiêu chuẩn với dung tích 750ml, hình ảnh thương hiệu giống như một chiếc khiên độc đáo, không thể nhầm lẫn với bất kỳ một thương hiệu nào khác. Có tới 3 phiên bản rượu vang Dom Pérignon, tùy vào sở thích của mỗi người. Chai Dom Pérignon Brut với vị chua thuần túy. Phiên bản Dom Pérignon Luminous phát sáng trong không gian mờ ảo. Và rượu vang Dom Pérignon Rose duyên dáng. Dòng vang này có nhiều vintage khác nhau, đảm bảo rằng mỗi chai champagne đều là duy nhất và thể hiện được sự độc đáo riêng biệt. Có sự khác biệt giữa các chai Dom về giống nho. Phiên bản Dom Brut và Rose được phối trộn từ hai giống nho Pinot Noir và Chardonnay. Phiên bản Dom Luminous phát sáng lại được phối trộn thêm một giống nho khác là Pinot Meunier. Hương thơm chủ đạo và nổi bật nhất của champagne Dom Pérignon có thể dễ dàng nhận ra mùi ổi xá lị, táo xanh và đào trắng. Sự tươi mới, sống động và mát mẻ của chai vang này được tôn lên mức tối đa. Nồng độ đạt 12,5% và có chất lượng khác biệt hoàn toàn đối với những loại rượu vang sủi tắm thông thường. Mỗi chai Dom sẽ được lựa chọn trong đúng một mùa nho của năm đó, không có sự pha trộn giữa nho của các năm khác nhau. Nhà sản xuất sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để duy trì chất lượng của rượu vang. Tức là nếu mùa vụ năm đó không đạt tiêu chuẩn, thì sẽ không có chai Dom nào được tạo ra. Mức giá cao của champagne được thể hiện rõ ràng qua cách nó được làm. Trải qua tới 2 lần lên men, trong thùng và trong chai, cần nhiều kỹ thuật phức tạp và thời gian dài. Số tiền bỏ ra để thưởng thức một chai vang champagne Dom là hoàn toàn xứng đáng với những gì nhận được. Hãy ghé thăm cửa hàng của chúng tôi tại các cơ sở trên toàn quốc để lựa chọn rượu vang Dom và ly champagne phù hợp nhất.